Thưa quý vị và các bạn, nhập ngũ để rèn luyện và trưởng thành hơn, đó là quan niệm chung của 1.800 thanh niên xứ Nhãn đang háo hức đón chờ ngày được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh vững bước lên đường, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ là những thanh niên ưu tú mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ với mong muốn góp sức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Doãn Đức Thiện, thôn Đỉnh Cao, xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cừ, luôn ấp ủ ước mơ trở thành sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, em đã nộp hồ sơ đăng ký thi vào trường sĩ quan lục quân 1, nhưng không đỗ. Sau đó, Thiện đăng ký nguyện vọng 2 vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ra trường, Thiện đã có việc làm ổn định tại một công ty ở thành phố Hà Nội với mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, hiểu được trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc, khi có lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Thiện đã nghiêm túc chấp hành. Tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thì sau khi ra trường em đã nhận được một công việc ở tại một doanh nghiệp trên Hà Nội. Tuy nhiên mà khi nghe được cái thông tin là em nhận được giấy báo nhập nghĩa vụ quân sự thì em cũng xin phép công ty là gác lại công việc rồi là về quê tham gia lên đường nhập ngũ. Vào trong quân ngũ thì em muốn được rèn luyện về sự kỷ luật và ý chí. Trước khi lên đường nhập ngũ, em muốn hứa với gia đình và địa phương là em sẽ hoàn thành tốt những mọi nhiệm vụ được giao. Còn với Đào Văn Vũ, thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, dù đang là sinh viên năm thứ nhất khoa cơ khí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, nhưng Vũ đã xin nhà trường bảo lưu kết quả để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với hoài bão của tuổi trẻ, Vũ mong muốn nhập ngũ để góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vũ đã thuyết phục gia đình và viết đơn đăng ký tình nguyện nhập ngũ. Đối với tôi thì chiếc áo lính bộ đội Cụ Hồ từ bé đã là niềm ao ước của tôi. Đến khi đủ tuổi để có thể thực hiện nghĩa vụ đó, tôi muốn góp phần một phần công nhỏ để có thể làm tròn trách nhiệm của một công dân. Dù chưa đủ tuổi nhập ngũ nhưng thanh niên Lê Ngọc Hưng, trú tại phố Trần Nhật Duật, khu phố An Đông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hưng cho biết, em tự nguyện làm đơn xin nhập ngũ vì em nhận thấy nếu được trở thành người chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam sẽ là niềm vinh dự và tự hào rất lớn cho bản thân em và gia đình. Thì tôi cũng bảo cháu rằng là con đã ít tuổi thì để đi học một cái nghề gì đấy rồi sau này rồi tính sau, nhưng mà cháu bảo rằng là thì mẹ lai con lên phường để con gặp các chú ở ban chỉ huy quân sự để con có nguyện vọng, con bảo là con làm đơn. Thế là gia đình rất là nhất trí và động viên cháu. Mỗi thanh niên đều có một lý tưởng chung, đó là đóng góp sức mình cho Tổ quốc. Các thanh niên tuy còn trẻ nhưng đã có suy nghĩ khá sâu sắc, thật đáng trân trọng. Tin tưởng rằng các thanh niên sẽ luôn giữ vững lập trường, không ngừng rèn luyện phấn đấu và trưởng thành trong môi trường quân đội, trở thành những công dân có ích của xã hội, những quân nhân tiên phong, gương mẫu. Đây chính là tấm gương sáng cho nhiều đoàn viên thanh niên noi theo, thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.